chương trình 24 giờ chuyển động. Ngự Bình và Hải Đăng mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại là một cách ứng xử đẹp đẽ và nhân văn với những người đã từng lỗi lầm biết quay đầu. Vâng, xin được nhấn mạnh là biết quay đầu. Và điều đó đã góp phần tạo điều kiện cho những cuộc đời được làm lại, thậm chí là cuộc đời họ có thể được thay đổi. Thế nhưng, có khi câu nói đó lại được xem là không phù hợp Trong một vài trường hợp đặc biệt nào đó Nhất là sự việc khiến cho dư luận không đồng tình hoặc bức xúc Và trường hợp mà Ngữ Bình nhắc đến là diễn viên Minh Béo Vâng thưa quý vị Nam diễn viên này một lần nữa lại làm dậy sóng dư luận Đây cũng là câu chuyện sẽ được chúng tôi chia sẻ bình luận trong ít phút tới Nhưng trước hết thì chưa thường lệ Mời quý vị cùng đến với phần điểm tin những thông tin đáng chú ý sau đây Lai Châu lừa xem ma túy Vợ cùng tình nhân sát hại chồng giả mang Nóng trên mặt báo khi những giá trị nghệ thuật bị cao bằng. Chợ cá chép ông Công, ông Táo lớn nhất Hà Thành trước giờ G. Người đàn ông nổi tiếng nhờ mang tên Covid. Chiều 23 tháng 1, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hữu Soạn, 37 tuổi, ngụ huyện Phú Riền, nghi can bị bắt quả tang khi đang tàn trữ trái phép gần 0,5 kg ma túy tại khu vực Lô Cao Su thuộc địa bàn thôn 4, xã biên giới Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Nguyễn Hữu Soạn bị Công an huyện Bù Đốp phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước bắt quả tang vào trưa ngày 22 tháng 1 khi đang điều khiển chiếc xe máy không biển số, loại xe của công nhân khai thác mũ cao su, thường sử dụng để vận chuyển mũ cao su, đi từ hướng biên giới vào nội địa. Để ngụy trang, Soạn đã đóng giả một công nhân khai thác mũ cao su. Tàn vật Soạn mang theo, tổ công tác thu được gồm 6 bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, có tổng lượng tổng gần 0,5 kg. Soạn khai nhận là ma túy tổng hợp cùng với số tiền 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra, tổ công tác còn phát hiện chiếc ô tô mang biển kiểm soát 29M 6981 là phương tiện soạn sử dụng để di chuyển gần nơi soạn bị bắt quả tang. Qua đấu tranh, bước đầu soạn khai nhận, điều khiển xe ô tô từ nhà tại thôn 11, xã Long Hà, huyện Phú Riền đi sang thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Sau đó, đối tượng này đã để xe ô tô trong lô cao su rồi sử dụng xe máy đi ra khu vực biên giới mua ma túy, trên đường mang ma túy quay về chỗ để xe ô tô thì bị phát hiện bắt quả tang. Thưa quý thính giả, ngày 23 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối với phần Sàng Tông, 33 tuổi, ở bản Tân Xéo Phìn, xã Mồ Xì Sang, huyện Phong Thổ, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, sáng ngày 20 tháng 1, người dân địa phương phát hiện ông Phàng Vân Ca, tên viết tắt, 41 tuổi, tử vong tại đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản Lùng Thang. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ông Ca tử vong nghi bị giết hại và Phàng Sần Tông, và Tẩn Ú Mẩy, 33 tuổi, vợ ông Ca là hai nghi phạm chính. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tông khai nhận hơn một năm trước, khi Mẩy bị chồng đánh, thường gọi điện tâm sự với Tông. Hai người rủ nhau xuống Hà Nội làm thuê và chung sống như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, Mẩy nghe tin chồng hay đánh đập con cái, dọa giết cả nhà Mẩy, nên đã nhiều lần rủ Tông đi giết Ca. Nhưng Tông không đồng ý. Ba tuần trước, nghe tin Ca lấy vợ mới, Tông đã đồng ý cùng Mẩy về Lai Châu lên kế hoạch. Tông gọi điện lừa Ca nói mình có ma túy và rủ tìm người mua, nếu bán được sẽ chia nhau tiền, ca đồng ý và hẹn để gặp xem hàng. Khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 1, trong lúc tông lừa ca, xem gói ma túy giả trên đoạn đường vắng thuộc khu vực nương ruộng bản lùng thang. Mẩy lao từ bụi cây phía sau, dùng thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Tông chở Mẩy đi vứt đoạn sắt trên và về nhà Tông ngủ. Sáng hôm sau, Tông dậy vứt bỏ giày và quần áo mặc khi gây án, còn Mẩy bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tích cực điều tra và huy động lực lượng truy bắt tận Ú Mỹ Chuyên mục Nóng trên mặt báo Thưa quý vị, chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về diễn viên Minh Béo mà chúng tôi đã đề cập ở đầu chương trình. Từng là một nghệ sĩ có nhiều đóng góp, tuy nhiên Minh Béo đã khiến showbiz Việt chấn động, bị khán giả quay lưng sau khi dính vào lùm xùm phạm tội ấu dâm và bị tố gạ tình nhiều diễn viên trẻ im ắn một thời gian và âm thầm làm nghề khi về nước. Tuy nhiên mới đây, tại đêm bế mạc liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam vào tối ngày 17 tháng 1, việc Minh Béo nhận được huy chương bạc một lần nữa khiến công chúng phẫn nộ khó hiểu vô cùng. Tại sao lại vinh danh Minh Béo, nghệ sĩ từng ngồi tù vì tội ấu dâm? Đây là câu hỏi được rất nhiều khán giả đặt ra tại thời điểm này sau khi chứng kiến Minh Béo ngạo nghễ nhận tấm huy chương bạc tại liên hoan kịch nói toàn quốc. Liên quan đến việc diễn viên Minh Béo, Hồng Quang Minh bị dư luận phản ứng khi giành huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 khu vực phía Nam với vai Khánh trong vở diễn thi thể thứ tư. Trao đổi với báo chí, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức Liên hoan cho biết, Hội đồng giám khảo đã thống nhất trao huy chương cho diễn viên Minh Béo dựa trên chất lượng của vở diễn. Giải thưởng được trao lập tức gây phản ứng, bởi Minh Béo từng bị xét xử tại Mỹ về tội ấu dâm, bị phạt 9 tháng tù giam. Thời gian gần đây, nam diễn viên này lại tiếp tục bị nghi vấn gà tình hậu bối khi đăng tuyển diễn viên. Thế nhưng trước làn sóng phản đối của dư luận, Minh Béo vẫn livestream, vẫn hát hò, vẫn khoe thành tích. Trong khi đó, ông Trần Hướng Dương cho rằng việc Minh Béo từng vi phạm pháp luật đã có pháp luật xử lý, sai ở đâu, bị xử lý đến đó. Hiện nay diễn viên không vi phạm gì, đủ tiêu chuẩn tham gia liên hoan. Ông Trần Hướng Dương nêu quan điểm, nghệ sĩ có tài, có khả năng thì cũng phải đánh giá khách quan, không thể vì lỗi lầm trong quá khứ mà bị vùi dập. Quan điểm cá nhân tôi, bất kể ai vi phạm pháp luật đã bị xử lý rồi thì cũng nên mở con đường cho người ta sống, hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị, vậy Minh Béo có thực sự hoàng lương? Vấn đề này đã được nhiều bạn đọc chia sẻ trên các diễn đàn báo chí đặt ra. Bạn Văn Bình cho biết, quan trọng là Minh Béo đã thực sự hoàng lương chưa? sau vụ ấu dâm ở Mỹ về Việt Nam. Sau đó, anh ta vẫn bị tố có thêm nhiều vụ việc nữa kìa. Chung quan điểm, độc giả Nhan chia sẻ, vấn đề là anh ta ra sau khi mãn hàng tù có ăn năn hối cải không, có thay đổi không? Hình như là không. Sau khi về nước, anh ta vẫn âm thầm hoạt động, còn bị các đàn em tố gà tình, thử hỏi làm sao khán giả có thể tha thứ. Bạn Thái Bình thậm chí còn cho rằng để Minh Béo đứng trên sân khấu là không tôn trọng khán giả. Minh Béo đã phạm tội, đã bị xử tù. Nhưng ra tù, anh ta vẫn có những hành vi tương tự mà đồng nghiệp đã lên án. Tội này không thể rũ bỏ được. Đưa Minh Béo lên biểu diễn là sự sỉ nhục người xem. Ngay cả đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng cho rằng là không nên tặng huy chương bạc cho Minh Béo vì việc này rất phản cảm. Ông Phạm Văn Hòa cho biết, truyền thống nếp nghĩ của người Việt Nam là luôn khoan hồng đối với những người biết ăn năn hối cải. Ông cha từ lâu đã đúc kết, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nhưng riêng đối với Minh Béo, nam diễn viên này không xứng đáng để trao tặng huy chương bạc trong liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 khu vực phía Nam. Bởi việc Minh Béo bị xử lý về pháp luật với tội ấu dâm, lạm dụng tình dục mới chỉ xảy ra gần đây thôi và dư luận còn đang rất bức xúc. Vâng, và ngay cả ở xã hội phương Tây, ngay cả ở một đất nước được tiếng là tự do và cởi mở về tình dục, những vụ scandal tình dục có thể hủy hoại sự nghiệp của những ngôi sao hạng A, những nghệ sĩ tài danh nhất hay những nhân vật quyền lực nhất. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến Kevin Spacey, ngôi sao hạng A và diễn viên tài năng đã chiến thắng hai giải Oscar cùng vô số giải thưởng lớn khác ở các lĩnh vực truyền hình, sân khấu. Thậm chí, ông còn được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệu hiệp sĩ do những đóng góp cho sân khấu kịch nghệ Vương quốc Anh. Thế nhưng sự nghiệp của Kevin Spacey sụp đổ hoàn toàn vào năm 2018 khi một nam diễn viên tố cáo Kevin từng tấn công tình dục anh ta vào năm 1986, tức là cách đó tới 32 năm. Từ một ngôi sao hạng A và đầy quyền lực, Kevin Spacey gần như bị xóa sổ khỏi ngành công nghiệp giải trí gần và dễ liên hệ hơn với chúng ta là trường hợp ngôi sao thần tượng Ngô Diệt Phạm của Trung Quốc. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau khi vụ bê bối tình dục của Ngô Diệt Phạm bị phanh vui, ngôi sao trẻ đầy quyền lực này ngay lập tức bị phong sát và thậm chí còn dính vào lao lý. Những ví dụ vừa rồi cho thấy, cho dù tự do và cởi mở đến đâu, những ngôi sao dính vào bê bối tình dục đều phải trả một cái giá rất đắt. Đôi khi, chỉ vì một cái tội mà họ gây ra hơn 30 năm trước, sự nghiêm khắc và thậm chí là khắc nghiệt đó là cần thiết, bởi họ là những người được hưởng quá nhiều đặc quyền đặc lợi từ công chúng và những người hâm mộ. Sự lạm dụng đặc quyền đó vào những việc xấu xa, đặc biệt là lạm dụng và tấn công tình dục, nếu không bị ngăn chặn hoặc bị trừng phạt nặng nề sẽ càng khiến họ tiếp tục dùng quyền lực của mình để thao túng và kiểm soát những người yếu thế hơn trong thế giới giải trí. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản, anh phạm tội giết người, sau khi mãn hạn tù, anh về đóng vai cứu người hay quá và được trao cho huy chương vàng, vậy có ổn không? Vì nghệ sĩ là biểu tượng để khán giả nhìn vào mà. Chưa nói đây là một tội ấu dâm nổi tiếng cả thế giới. Vâng thưa quý vị, không ai bích cửa cho những người quay đầu hoàng lương, nhưng trao huy chương bạc cho một tội phạm ấu dâm nổi tiếng cả thế giới thì cần cân nhắc. Vì như thế là mặc nhiên đặt một tội phạm ngang hàng những nghệ sĩ chân chính. Và như vậy có phải những giá trị nghệ thuật cao quý mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đã cống hiến cả đời đang bị xúc phạm và cầu bằng? Chuyên mục Đông Tây chuyển động. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 1, chương trình chuyến xe mùa xuân Tết xuân vầy do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tổ chức đã tiễn hơn 1.000 sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn được về quê đón Tết cùng gia đình. Từ sáng sớm, hơn 1.000 bạn sinh viên đã có mặt để chuẩn bị lên các chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều sinh viên mắc kẹt tại thành phố, không đủ điều kiện mua vé xe về quê ăn Tết. Xa quê đã lâu, nhiều bạn sinh viên không khỏi bồi hồi, háo hức chờ đợi giây phút trở về xung vầy bên gia đình. Bạn Huỳnh Anh Túc, sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Từ Tết năm ngoái đến bây giờ em mới nhận được, sự được về quê, em trong một tết rất vui, đáng may mắn và được hạnh phúc. À. À, Các chương tháng trình đã cảm ơn hả? để tài trợ cho em sinh viên người lao động về xung vầy với gia đình bạn Nguyễn Quế Anh, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói: Em về ăn tết với gia đình và ở nhà em thì ba mẹ rất là mong để mà con về với gia đình với tình hình dịch bệnh mà nói chung là khó khăn như thế này. Em rất là mong về để được gặp mẹ và ôm mẹ một cái ạ. Chuyến xe mùa xuân là chương trình được Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002. Đến nay đã có hơn 56.000 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết. Không chỉ hỗ trợ sinh viên trở về quê hương, chương trình năm nay còn tổ chức hành trình đón sinh viên trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, dự kiến đón từ 1.000 đến 1.500 sinh viên. Tết là dịp để xung vầy bên gia đình người thân. Nhờ hoạt động thiết thực này mà những người con xa quê đã lâu được trở về quay quần bên gia đình trong những ngày Tết. Qua đó góp phần lan tỏa sự sẻ chia, làm nên một mùa xuân ấm áp, một cái Tết đầm ấm, xung vầy, dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức vừa tổ chức buổi tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ tự chế mang tính sát thương cao từ người dân trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Đồng thời, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích về những nguy cơ về gây mất an ninh trật tự, thậm chí là có thể bị xử phạt nếu tàn trữ vũ khí, hung khí sai quy định. Theo đó, hàng chục thanh niên, người lớn tuổi đến điểm tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ tự chế để giao nộp theo sự động viên của chính quyền địa phương và công an. Trong một tiếng đồng hồ, 58 vũ khí thô sơ, hai cây chích điện, một linh kiện súng, chín viên đạn được lực lượng chức năng tiếp nhận. Những người đến giao nộp vũ khí cho biết, một số công cụ sát thương này do họ đã nhặt được hoặc tự chế dùng để phòng thân. Tuy nhiên, sau khi được vận động, người dân đã quyết định giao nộp toàn bộ số vũ khí. Toàn bộ số vũ khí sẽ được bàn giao cho công an thành phố Thủ Đức xử lý theo đúng quy định. Sau khi giao nộp vũ khí, mỗi người được tặng một phần quà là 5 kg gạo, mì, sữa, đường, cá hộp. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn biến phức tạp. Nhiều vụ đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động với tính chất manh động, gây lo lắng cho người dân. Để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân, thời điểm này, hàng trăm loại hoa cây cảnh đã đổ bộ các khu vực chợ hoa, tuyến đường tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sức mua của người dân chưa cao khiến các nhà vườn tiểu thương không khỏi thấp thỏm lo âu. Bày bán gần 200 chậu tắc cảnh tại khu vực thường xuyên có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, sau gần 10 ngày, anh Phan Phú Lữ, tiểu thương bán tắc cảnh tại Đà Nẵng mới chỉ bán được một vài chậu. Anh cho biết, đa số khách chỉ đến tham khảo giá mà không mua sớm như mọi năm. Qua khảo sát, Thị trường hoa và cây cảnh Tết năm nay tại Đà Nẵng khá đa dạng, giá thành không quá cao nhưng không khí mua bán trầm lắng hơn so với những năm trước. Một trong những nguyên nhân được các tiểu thương cho biết là do ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến thu nhập của người dân bị giảm, phải cắt giảm chi phí mua hoa cây cảnh. Bên cạnh đó, một số người có tâm lý đợi tới những ngày cuối cùng của năm để mua được giá rẻ. Anh Nguyễn Văn Trường, tiểu thương bán mai cảnh, chia sẻ. Thu nhập kém lắm. Dân chi tre giá rất là thấp, mà những cây rất là to tiền. mỗi năm là cây đó là 7-8 triệu, năm nay dân chi tre chỉ 3 triệu, 4 triệu thôi. Nên là thấy một tình hình không ổn lắm. Anh Trần Ngọc Hiền, tiểu thương bán tắc cảnh cho biết. Cây lớn thì tầm 3 triệu, 3 triệu mấy. Còn cây nhỏ là trong trong là tầm 2 triệu, là 2 triệu tới xuống. Vừa túi tiền để những người dân mà trong thời gian dịch bệnh, đó, mua về là họ, họ, họ để trong nhà. Tết nguyên đáng nhâm dần đang cận kề với sức tiêu thụ như hiện nay. Nhiều nhà vườn, tiểu thương bán hoa cây cảnh tại Đà Nẵng lo ngại nguy cơ thất thu. Hy vọng những ngày tới, lượng người mua sẽ tăng lên để cả người bán và người mua đều có một cái Tết trọn vẹn. Sắp đến ngày ông công ông táo, không khí mua bán ở chợ cá lớn nhất Hà Nội, chợ cá Yên Sở, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai Hà Nội bắt đầu nóng lên. Nhiều bạn trẻ bà con đến chợ cá từ sáng ngày 23 tháng 1 để lựa cá trước ngày ông công ông táo. Một số tiểu thương cho biết Giá cá chép năm nay giảm hơn so với năm ngoái, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phần khác là nhiều người đến cận ngày ông công, ông táo mới mua cá hoặc chuẩn bị cúng mới ra ngoài mua. Tuy nhiên đây là giá cá hôm 23 tháng 1, ngày mai và ngày ông công ông táo giá có thể tăng vì nhiều người mua hơn. Giá cá chép đỏ nhập từ Hà Nam có mức giá dao động từ 180.000 đến 200.000 đồng một ký, trong khi cá chép đỏ đậm nuôi tại Hải Dương có giá nhỉnh hơn một chút ở mức trên 200.000 đồng một ký. Đặc biệt, loại cá chép cực phẩm nuôi ở Phú Thọ có giá khoảng 250.000 đồng một ký. Trung bình mỗi cân cá chép loại nhỏ có khoảng 15 đến 20 con, còn giống to thì chỉ từ 8 đến 15 con. Cùng kỳ năm trước, nhiều mẻ cá lớn và đẹp có thể bị độ giá lên tới 350.000 đồng một ký. Đỉnh điểm vào ngày ông Công ông Táo, mẻ cá đẹp mã nhất cán mốc 400.000 đồng một ký. Chuyên mục Đông Tây Chuyển Động Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới gây chú ý. Thưa quý khán giả, di tích của một con rồng biển khổng lồ dài 10 mét, sống cách đây khoảng 180 triệu năm, đã được khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Anh. Đây là hóa thạch lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được phát hiện ở Vương quốc Anh. Trưởng nhóm khai quật Dean Lomax, một nhà cổ sinh vật học và là nhà khoa học tại Đại học Manchester cho biết, di tích của con rồng biển là một khám phá chưa từng có và là một trong những phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử cổ sinh vật học của Anh. Hóa thạch khổng lồ này cho thấy rõ loài thằng lằn cá có hình dáng như cá heo, có thể dài đến 25 mét, nhưng hóa thạch vừa được công bố thì dài 10 mét. Hóa thạch này được tìm thấy vào tháng 2 năm ngoái ở vùng Midland. Hóa thạch được tìm thấy vào tháng 2 năm ngoái ở vùng Midlands, miền Trung nước Anh và được cho là đã 180 triệu năm tuổi. Thằng lằn cá được gọi là rồng biển bởi nó có mắt to và răng. Loài này đã tuyệt chủng vào khoảng 90 triệu năm trước đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện kỳ thú của anh Covid Kapoor, một người đàn ông ở bang Karnataka ở Ấn Độ. Anh đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ tên trùng âm với đại dịch Covid-19. Anh Covid đã phải viết dòng giới thiệu Tôi tên là Covid và tôi không phải virus trên tài khoản Twitter của mình kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Bài đăng trên Twitter của anh nhận được 40.000 lượt thích và 4.000 lượt chia sẻ. Đoạn tweet trở thành cảm hứng cho loạt câu chuyện cười, ảnh chế, tin nhắn và Covid Kapoor còn được mời phỏng vấn. Covid Kapoor cho biết anh thấy bất ngờ vì mình nổi tiếng trên mạng và hy vọng điều này sẽ giúp cho công ty du lịch khởi nghiệp của anh được nhiều người biết tới hơn trong thời điểm khó khăn với ngành du lịch. liên tục chương trình. Cà phê không đường đánh mạnh vào các hoạt động phạm pháp trên đường thủy. Đinh Hình Thoi lại xuất hiện dày đặc trên cầu vượt tỉnh Lộ 10. Chuyện ngày mới, độc chiêu nghề săn lịch ở Cà Mau. Chuyên mục Cà phê không đường Thưa quý vị và các bạn, dưới sông là cả một thế giới ngầm. Câu nói đầy ẩn ý này nói lên sự phức tạp về các hoạt động phạm pháp xảy ra trên các tuyến đường thủy trên địa bàn cả nước. Từ các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đến khai thác khoáng sản trái phép diễn ra hết sức phức tạp. Chuyên mục Cà phê không đường ngày hôm nay sẽ đề cập đến thực trạng đó. Đối tượng Ngô Văn Tới ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội vừa bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, vào khoảng tháng 5 năm 2021, một người dân ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có một tàu khai thác cát trái phép tại Hà Nội và bị lực lượng chức năng tạm giữ. Người này đã đến gặp tới và được đề nghị đưa một tỷ đồng để tới nhờ lấy tàu về. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, tới không thực hiện lời hứa mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt. Trung tá Lê Văn Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết. Và tới cũng cái cái nội dụng lòng tin của bảo vệ này và thậm chí là giới thiệu mình làm ở viện sát tối cao đấy và sau đó là để bằng hứa với bảo vệ là sẽ xin được đầu ra trong vòng 1 hai ngày đấy. và với chi phí hết 1 tỷ thế tuy nhiên sau khi có tiền thì các đối tượng đã không thực hiện được cái việc đấy trong thời gian qua các lực lượng chức năng liên tục bắt giữ tàu khai thác cát trái phép. Điều đó cho thấy hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến đường thủy vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù thành phố Hà Nội đã ngưng cấp phép tất cả các hoạt động khai thác cát trên sông Hồng. Thế nhưng do các tỉnh giáp ranh với Hà Nội không có quy định cấm khai thác cát nên các chủ tàu lợi dụng sự nhập nhằn giữa các vùng giáp ranh để lấn dòng, tiến hành hút trộm. Gần đây nhất, lực lượng cảnh sát đường thủy công an Hà Nội phối hợp với công an quận Hoàng Mai bắt giữ một tàu tải trọng lớn đang khai thác cát trái phép tại địa bàn quận Hoàng Mai. Thiếu tá Hà Trọng Hoang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy số 1, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho biết. Cái vấn đề giáp danh thì nó cũng làm một cái phức tạp. Vì chúng lợi dụng các cái đêm khuya đêm tối, mưa rông ráo là khai thác các cái điểm giáp danh để khi mà phát hiện thì chúng sẽ chạy sang các cái địa bàn giáp danh để lẩn trốn lực lượng chức năng. Thế trong cái công tác phối hợp khai thác cát này cần phải có sự đồng bộ của tất cả nhiều lực lượng. Ngoài đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép trong năm vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện trên 6.700 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ hơn 10.000 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật có giá trị như than, xăng dầu, quặng. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ trì xác lập đấu tranh 7 chuyên án trên đường thủy nội địa, tham gia hợp phá một chuyên án về khai thác cát trái phép, bắt giữ 21 đối tượng. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam cho biết để thực hiện tốt cái việc đấu tranh và phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy thì lực lượng cảnh sát đường thủy đã tăng cường lực lượng 24 trên 24 giờ để phủ kín các địa bàn để sửa và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm. Từ nay đến sau Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, hoạt động tội phạm trên các tuyến đường thủy được dự báo tiếp tục diễn ra sôi động. Cùng với các lực lượng khác, cảnh sát đường thủy đang tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phạm pháp trên tuyến đường thủy, giữ bình yên trên sông nước. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Trưa ngày 23 tháng 1, nhận tin báo trên mặt cầu tỉnh lộ 10 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều mảnh đinh hình thoi nằm khắp mặt đường trên làn xe máy. Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDCO, đơn vị quản lý tuyến đường đã cho công nhân đến thu gom, hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân. Chỉ sau 15 phút, các công nhân đã thu gom hút được hơn 0,5 kg đinh hình thoi. Trước đó 5 ngày, vào ngày 18 tháng 1, trên dốc cầu vượt tỉnh Lộ 10 xuất hiện tình trạng rải đinh dày đặc trên mặt cầu. Trong thời gian ngắn, các công nhân đã thu gom gần 1 kg mảnh đinh hình thoi với khoảng hơn 1.000 mảnh đinh. Bà Hà Thị Hồng Năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Tân Tạo cho hay sẽ cử cán bộ công an xuống kiểm tra để đảm bảo an toàn cho người đi đường. Trong khi đó, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an theo dõi, vận động các chủ tiệm sửa xe ký cam kết không rải đinh, các trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Chiều ngày 23 tháng 1, trên đường tỉnh lộ 870, đoạn qua địa bàn xã Bình Đức huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, vụ tai nạn này là một thiếu nữ tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ án kể lại, vào khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 1, người dân đang ở trong nhà cạnh cầu ngang, đoạn thuộc địa bàn xã Bình Đức, huyện Châu Thành, thì nghe ngoài đường tỉnh Lộ 870 có tiếng thắng gấp nhiều lần của xe ô tô và tiếng té ngã xuống đường. Lúc nhiều người nhanh chóng ra đường để xem thì phát hiện tại dốc cầu ngang có một thiếu nữ nằm cạnh chiếc xe đạp. Qua kiểm tra, thiếu nữ đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, bên cạnh đó, có một xe ô tô tải mang biển kiểm soát của tỉnh Bến Tre đang đậu trên cầu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được thông báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy vừa xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Giữa hai xe máy, Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ tai nạn kể lại, xe máy mang biển kiểm soát 63B439232 do một người phụ nữ chưa rõ tên tuổi điều khiển chở theo một phụ nữ khác trên xe đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi xe đang đi qua đoạn địa bàn ấp Rẫy, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành thì phía trước có chướng ngại vật nên người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông chậm để né tránh cùng thời điểm này, xe máy mang bị kiểm soát 54Y60691 do một người đàn ông điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau, trờ tới và va chạm vào phần sau xe 63B4-39232. Sau va chạm, ba người cùng phương tiện té ngã xuống đường và cả ba người được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, có một người phụ nữ bị thương khá nặng. Cũng theo người dân nơi đây cho biết, người đàn ông có liên quan trong vụ va chạm nói trên có biểu hiện say rượu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an thị trấn Tân Hiệp để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân. Chuyên mục chuyện ngày mới. Quý vị thân mến, lịch là loài hải sản rất được ưa chuộng và có nhiều tại Cà Mau. Tận dụng lợi thế đó, nhiều nông dân tại đây đã sáng tạo ra nhiều cách bắt lịch độc đáo. Một trong những cách độc đáo đó phải kể đến xe lịch. Thưa quý vị, nếu như trước đây người ta thường cắm câu lịch, thuộc lịch, thì nay nhiều người cũng chọn hình thức xe lịch để bán. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng đến với vùng đất Bủi Cà Mau để tìm hiểu về nghề xe lịch độc đáo này nhé. Lịch thường sống trong các vuông tôm, mà lịch rất thích ăn tôm cua, nên vuông nào có lịch là tôm cua thả bị thất thoát nhiều. Vì vậy, nhiều chủ vuông cho người thuộc lịch vào mà không lấy tiền. Khi thuộc lịch, người thuộc đưa lại chủ nhà một ít để ăn, còn lại mang về bán. Vậy là vừa có lợi cho chủ vuông, vừa được cho người thuộc lịch. Anh Hứa Minh Tý, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau chia sẻ. Cái hang lịch thì nó thường thì nó làm trên mé, nói chung là cái hình nó cái dạng nó sẽ xéo hình chữ U hay là cái hình tròn nhưng mà ở ngoài nó nhỏ trong nó rộng, nó bóng, nó nhẵn bóng rồi vô cái hang đó, nó nó nhẵn bóng. Xe lịch thì nói chung là xe vào cái lúc mà nước nó rộng nó chuẩn bị lớn là xe nó dễ ăn. À? Tại vì lúc đó con lịch nó nước lớn con lịch nó sẽ ra hang nó kiếm mồi nó ăn, nó sẽ nhảy hơn. Hay là những lúc mà trời trời mưa, trời mưa con lịch nó cũng thường ra canh canh mồi. Con xe này thì nói chung là cái sản lượng nó xe thường 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 tháng làm 2, tháng 3, đó. tháng 4 nhưng mà mình vẫn làm được bên năm. Khí hậu của mình lúc đó là cái khí, khí hậu nóng, con lịch nó sẽ là ra ăn nhanh hơn. Còn vô tháng 11, 12 thì cái thời tiết nó lạnh thì con lịch nó sẽ rút trong hang, nó nó ít ra hơn, ít ăn mồi. Chỉ cần một canh dựa cột cộng dây ngang hông và có đôi bàn tay điêu luyện là đủ để anh Tý hành nghề. Thời gian anh mò dưới đáy vuông chưa đầy 15 phút đã bắt được tới mấy con lịch. Theo kinh nghiệm của anh Tý, chỉ cần thọc vào ngách thứ nhất đến ngã rẽ, nếu là vuông tác hết nước, thì nhìn nước ở ngách nào giật xuống một xíu là lịch nằm ở ngách đó. Chỉ việc chặn đầu ngách là bắt. Vì lịch khá mạnh và thân trơn nên phải bắt bằng các ngón tay cái, trỏ giữa và áp út anh Hứa Minh Tý, xã Tà An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết thêm. Cái lịch cấm thì nó con lịch đó nó thường thường nó sẽ bị sóc vô cái mình đó, nó 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 sẽ ló lưỡi câu hay là con lịch đó, nó nó, ra nhiều máu, nó nó nuốt nguyên cái lưỡi câu nó nó sẽ là chảy máu hay nhiều. Nhưng người người bán thì người ta có cái biện pháp nhưng mà thường thường thì nếu mà con lịch cấm đó, là, là, là người ta thường là cắt lưỡi. Khi nhìn kỹ trên cái mép miệng của con lịch đó thì nó nó sẽ có cái 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 nhỏ câu hơi hơi còn sót lại nếu mà cắt kỹ Còn không thôi thì nó sẽ ló ra ngoài luôn. Còn con vịt lịch xe thì nó rất mạnh. Nó rất mạnh mình bắt lên là con lịch ấy, nó dãy rất là mạnh. Sản lượng thì do do người tắm câu cũng nhiều quá nên cái sản lượng nó cũng ít hơn ngày xưa, cái à. cái môi trường khí hậu của mình bây giờ nó cũng sinh sản ít nhưng mà nó nó mặc dù vậy nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều. Với công việc này, anh Tý cũng kiếm được thu nhập khá trong những lúc nhàn rỗi mỗi ngày đi cào vài tiếng là có thể kiếm được khoảng 5 đến 7 kg lịch tùy lúc. Giá lịch bán cho chợ khoảng từ 70 đến 80 000 đồng một ký. Mỗi ngày anh Tý bỏ túi khoảng 200 đến 300 000 đồng. Về với Cà Mau, lịch được xem là món đặc sản khó chối từ. Thịt lịch dai, béo, thơm ngon hơn lương được chế biến thành nhiều món ăn như lịch um rau ngổ hoặc lá cách, lá lốt, xào xả ớt, kho mắm, nấu chua, làm gỏi. Và các món ăn đấn mày râu tán thượng nhất là món lịch um lá nhào ăn hoài nhớ mãi. Nếu như ai có dịp đến cà mau thì hãy trải nghiệm cùng người dân nơi đây bắt lịch và thưởng thức những món ngon dân giả từ loại hải sản này nhé. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị đấy ạ. À. Và thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị sẽ luôn bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch covid 19. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.